quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có một giây thư giãn thật tuyệt vời cùng chúng tôi, và đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng nhận những tin tức mới nhất, thú vị nhất để cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tin về tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Con gái Hoài Lâm thừa hưởng nét đẹp từ cha mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, qua những hình ảnh Bảo Ngọc đăng trên trang cá nhân, con gái cô và Hoài Lâm được khen bụ bẫm đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cha mẹ. Một ngày sau sinh nhật con gái Cún Cún, Bảo Ngọc, vợ Hoài Lâm chia sẻ bộ hình của cô bé. Cô thay mặt con gái gửi lời cảm ơn tới bạn bè, người hâm mộ đã chúc mừng sinh nhật Cún Cún. Bảo Ngọc viết, con xin cảm ơn các cô chú đã chúc mừng và yêu thương con. Ở phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và khen ngợi nét bầu bĩnh đáng yêu của con gái Hoài Lâm. Một tài khoản viết, bé dễ thương quá, chúc gia đình mãi bình yên và hạnh phúc nhé. Trước đó, khi lần đầu công khai ảnh cận mặt con gái, Bảo Ngọc có những dòng chia sẻ xúc động. Cô cho biết trong thời gian mang bầu, bị stress bởi những thông tin tiêu cực trên mạng. Thậm chí vì căng thẳng, cô quên mất việc bồi bổ, khiến con gái có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Cô viết, lúc mang bầu em, mẹ vẫn bán hàng cho đến lúc sinh. Mẹ làm tất tần tật và vì mẹ vận động mạnh nên em bị dây rốn quấn cổ tận 2 vòng. Em của mẹ có nguy cơ suy dinh dưỡng, nguy cơ sẽ sinh sớm. Mẹ chưa bao giờ trách bản thân mình nhiều như thế, thấy mình tệ đến như vậy. Vợ Hoài Lâm nhớ lại, khi đi sinh em, bác sĩ bảo nếu vào chậm một tí, có thể sẽ sinh ở trên xe và nguy hiểm cho hai mẹ con. Và bằng mọi giá, mẹ vẫn chọn phương pháp sinh thường cả hai chị em. Mẹ muốn sữa về nhanh, muốn hai em được thuận theo tự nhiên nhất. Và lần nào cũng có ba trong giờ thập tử nhất sinh ấy. Bảo Ngọc tâm sự thêm, xin đừng bao giờ nói phụ nữ chúng tôi sinh con để giữ chồng, chẳng thể nào giữ được nếu như người đã muốn đi. Chúng tôi hy sinh tính mạng của mình vào giờ phút sinh tử để đổi lấy con. Chúng tôi dành cả đời để nuôi và dạy con, hy sinh thanh xuân, sắc đẹp, sức khỏe để mang nặng đẻ đau, nên con cái đối với tôi là vô giá và tôi phải bảo vệ con mình bằng mọi giá. Hồi tháng 7, Hoài Lâm xác nhận đã kết hôn với Bảo Ngọc và có hai con gái. Nam ca sĩ chăm chỉ đi diễn sau khi công khai chuyện đời tư và cho biết anh hiện là trụ cột của gia đình. Vợ Hoài Lâm sinh năm 1996 là cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, em gái diễn viên hài Gia Bảo. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2016. Hoài Lâm, tôi phải thay đổi cách sống để lo cho vợ con. Quý vị và các bạn thân mến, sau một năm dừng ca hát, Hoài Lâm chính thức trở lại bằng một vai diễn nhỏ trong live show Phù Thổ và Tám Nàng Tiên. Những ngày qua, nam ca sĩ có mặt đầy đủ trong các buổi tập cùng đồng nghiệp ở sân khấu Lan Anh. Vai diễn Quảng Tử không có nhiều lời thoại, chủ yếu là hát, nhưng Hoài Linh vẫn đến đúng giờ, chăm chú theo dõi các lớp kịch. Anh cho biết chưa chọn được ca khúc cho vai diễn, nhưng chắc chắn đó là bài hát thể loại hip hop. Đi lái xe kiếm sống là thời gian vui vẻ. Theo quan sát của phóng viên, Hoài Lâm đến buổi tập từ sớm cùng bạn gái. Anh mang khẩu trang suốt quá trình tập kịch. Anh tỏ ra ngại ngùng khi phóng viên tiếp cận. Trước ống kính máy ảnh, anh cũng thường che tay, từ chối chụp hình. Hoài Lâm lý giải, bây giờ mọi việc của tôi phải thông qua công ty quản lý, tôi không muốn phát biểu gì khi chưa trở lại. Trong suốt buổi tập, Hoài Lâm cũng giữ khoảng cách với đồng nghiệp. Anh ngồi bên cạnh bạn gái Bảo Ngọc, thủ thỉ trò chuyện và nghe nhạc với cô. Đến phân cảnh của mình, anh mới lên bàn bạc cùng Cát Phượng. Đa số đồng nghiệp đều chủ động mở lời trước, Hoài Lâm mới trò chuyện. Khi diễn viên Dương Thanh Vàng gửi lời kết bạn Facebook và muốn add Lâm vào nhóm chat của cả nhóm, anh ngập ngừng nói, em không chơi Facebook đâu, chỉ khi nào có việc em mới nhắn tin thôi. Nói về Hoài Lâm, danh hài Chí Tài cho biết, Hoài Lâm hiền lành ít nói thôi, chứ không chảnh bao giờ. Trong cuộc trò chuyện ngắn với Zing.vn ở hậu trường, Hoài Lâm cũng kiệm lời. Chia sẻ về sự trở lại sau một năm ở ẩn, nam ca sĩ đưa ra lý do, có công việc thì tôi làm. Anh chẳng nhắc đến mối quan hệ với Cát Phượng hay ồn ào dạn nứt với danh hài Hoài Linh. Trước đó Hoài Lâm làm khán giả bất ngờ khi tiết lộ trong một năm ở ẩn, anh kiếm sống bằng nghề lái xe. Mọi người nghĩ rằng nam ca sĩ rơi vào khó khăn, khổ sở đến tận cùng. Với Hoài Lâm, đó là thời gian đáng nhớ. Hoài Lâm trải lòng, tôi không muốn nhắc tới chuyện mình đi lái xe quá nhiều lần, bị khán giả đánh giá than thở, xin lòng thương. Với tôi đó là chuyện vui, rất bình thường trong cuộc sống. Tôi nghĩ trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, ai cũng có lựa chọn làm việc khác nhau. Tôi không thể cứ ngồi không được. Không đi hát, tôi vẫn phải làm việc chứ. Và việc gì thích thì tôi làm thôi. Trong thời gian ở ẩn,
Người quản lý từng tiết lộ thời gian qua, Hoài Lâm bị khủng hoảng tâm lý, mất niềm tin với mọi người xung quanh. Nói về điều này, nam ca sĩ chia sẻ, nỗi buồn là không tránh khỏi, nhưng tôi nghĩ cuộc sống đen tối thế nào thì vẫn đáng sống. Người thân, gia đình luôn ở bên cạnh động viên và yêu thương tôi. Vì vậy dư luận bên ngoài thế nào, có người thích người ghét, tôi cũng không quan tâm. Hát nhiều bolero, tôi sợ trai cảm xúc. Quán quân gương mặt thân quen 2014 khẳng định, một năm qua anh đã thay đổi lối sống để có thể lo lắng tốt nhất cho vợ con. Anh xác định bản thân là trụ cột của gia đình nên cần có hướng đi nhìn nhận khác trước đây. Hoài Lâm nói, trong một năm qua tôi đã thay đổi cách sống của mình để lo cho vợ con. Tuy nhiên, khi nhắc đến việc lên chức bố, Hoài Lâm chỉ mỉm cười và từ chối trả lời. Sự thay đổi của Hoài Lâm, mọi người dễ nhìn thấy nhất là ở ngoại hình. Không còn vẻ hiền lành dễ thương như trước, nam ca sĩ bụi bặm hơn với nhuộm tóc vàng, xăm nhiều trên người, kể cả mặt. Nhắc đến sự thay đổi này, Hoài Lâm cho rằng đó là sự tất yếu theo sở thích cá nhân. Anh nói, nhìn lại mình trong gương tôi không nghĩ gì cả. Tôi đã làm những gì bản thân cảm thấy thích. Vì vậy ai có chê bai, phán xét tôi cũng không quan tâm. Anh cho rằng khán giả nếu đã thương Hoài Lâm, nghĩa là thương con người âm nhạc của mình. Anh gọi họ là đồng âm. Hoài Lâm nhấn mạnh, vì đã là đồng âm nên tôi không nghĩ khán giả quay lưng chỉ vì tôi nhuộm tóc xăm hình. Anh kể suốt một năm qua không biểu diễn trên sân khấu nhưng bản thân nghe nhạc nhiều, thể loại anh yêu thích nhất là hip hop. Cũng chính vì đam mê nghe nhiều hip hop nên những âm điệu của thể loại này đi vào cả những câu nói thường ngày của Hoài Lâm. Trong lúc trả lời phóng viên, sau mỗi câu trả lời anh thường có thêm từ yeah. Hoài Lâm lý giải, anh từng rất yêu bolero nhưng bản thân sợ hát nhiều sẽ rơi vào nhàm chán thiếu cảm xúc. Anh nói, tôi sợ hát nhiều thì lúc nào đó mình hát không còn hồn vía nữa, lên sân khấu cứ hát lại mãi những bài quen thuộc, ca khúc mới thì không tập được nên tôi quyết định dừng lại. Việc gắn bó mãi một kiểu hát, dòng nhạc cũng không đúng với mong muốn của tôi. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ bị ràng buộc bởi điều gì. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cùng nhận những tin mới nhất, hấp dẫn nhất để cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.